Nó làm gì ở đây nè? Gõ kiến á, còn gõ kiến á. Nãy giờ mình thấy nó làm gì ở đây nè? Làm gì ở đây vậy? Nó bắt kiến nè, nó gõ kiến nè. Con gõ kiến bự lắm. Con chim gõ kiến bự lắm. Đây, đây là cái cây bọ cạp vàng của mình đây. Bên đây nó được như đây rồi, cái thân của nó mà cái cọng lớn như vậy đó là rất là yên tâm. Thấy không? Rất là yên tâm là nó khỏe mạnh. Cái đâu mình ươm hạt á, mình ươm hạt mà khi mà cái cọng của nó mà lớn như vậy rồi đó là nó khỏe đó. Đó là mình cho nó xuống đất là mình yên tâm. Thank you.